Xin chào các bạn đang xem kênh video của xe điện motor điện. Video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh động cơ điện và các loại. Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ lái 4 bánh sử dụng ghi đông nhé. Cái bộ này thì có tim ốc là chéo 70 này. Cái này có thể khách hàng yêu cầu thì thay loại 811 cũng có thể làm được. Đấy, bộ này không phanh nhé. Sử dụng ghi đông này. Bốt lái này, ống nối rô tin này, khả năng chịu tải của bộ này là khoảng 1 tấn, hơn 1 tấn là đều được các bạn nhé. Đây, cái khi các bạn bẻ lái ghi đông này, thì cái phần chân ở dưới kia nó sẽ xoay và đồng thời nó sẽ kéo theo cái phần ống nối này, bẻ lái cái khớp này, cái ống nối rằng lái này nó không khác gì cái thước lái, nó thay vì dùng thước lái thì dùng ghi đông bình thường thôi. Cái này nó thích hợp sử dụng cho các bạn làm những cái dòng xe chở hàng trong xưởng. Sử dụng thước lái ống nối rô tin này thì nó dễ thao tác, phụ nữ hay là người nào cũng làm được. Đấy. Nó phổ thông hơn. Bộ này thì có các cỡ theo yêu cầu nhé, cỡ nào cũng có. Đấy. Có thể chỉ cần điều chỉnh cái ống nối rô tin và ống nối cầu thôi, rất là dễ. Bộ này cũng có cả loại phanh dầu nữa nhé. Nếu như ai có nhu cầu thì có thể dùng bộ phanh dầu. Còn bộ này là bộ lái bình thường thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.